Nguyên xin chào cả nhà nghe. Hôm nay Nguyên vô bếp làm cái món mà đơn giản nhất luôn nè cả nhà. Cái này là bầu luộc với lại cà bắp với lại cái này kêu bằng gì? Đậu rồng à. Đậu rồng luộc cả nhà. Nguyên sẽ chấm chao nha. Trời tự nhiên thèm món này dã man luôn á. Thì nước Nguyên luộc rồi, Nguyên để nước ít xịt à để mình luộc xong á cả nhà, cái mình lấy cái nước này để mình làm canh á. Đây Nguyên trái bầu này á thì Nguyên sẽ cắt phân nửa Nguyên luộc thôi chứ một trái thì Nguyên ăn không có hết, Nguyên sẽ cắt phân nửa nha cả nhà. Cái bầu này thì Nguyên sẽ luộc nguyên vỏ luôn ăn cho nó ngon đó cả nhà, chứ gọt vỏ ra cái mình luộc á nó không có ngon. Nguyên sẽ cắt thanh bự như vậy nè, cái mình chẻ ra. Bầu này thì Nguyên rửa sạch rồi cho nên mình ăn vỏ. Nguyên đợi cái bầu này á nó gần chín á cả nhà, rồi Nguyên mới để cái cà bắp với lại đậu 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 rồng vô để luộc, tại vì cái bầu thì nó sẽ lâu chín hơn á. Ở đây Nguyên để ngò vô cả nhà, ngò thơm á. Cái nước mà luộc luộc đậu luộc rau củ nè, cái Nguyên để cho nó sôi sôi xong rồi cái mình đổ vô trong đây, cái mình rắc miếng tiêu lên ăn hấp canh đó cả nhà, kiểu như mình làm canh đó. Đây Nguyên sẽ để thêm miếng nước tương vô nữa nha, vô cho nó thơm. Thấy vừa đủ luôn cả nhà. Nguyên sẽ để vô đây tí xíu nước tương. Mình để muối cũng được nhưng mà thôi Nguyên để nước tương cho nó ngon, nó đậm đà hơn. Nguyên xin chào cả nhà nghe. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Nguyên làm xong rồi cả nhà. Bây giờ Nguyên sẽ rót chao ra. Thèm ác nhơn vậy cả nhà. Cái này là chao của Nguyên, cái hộp chao cũ nè, còn nước không à. Còn cái chao này hôm qua chồng Nguyên mua nè, kiếm mua hộp bự mà không có hộp bự. Rồi cho nên chồng Nguyên mua hộp nhỏ. Khó mở quá cả nhà ơi. Hồi bữa có bạn chỉ Nguyên cái tóc luôn này sao kìa. Hồi bữa đó có bạn nó chỉ Nguyên mở mấy cái hộp nào mở không ra, gõ vô mấy cạnh bàn nha, mà Nguyên sợ nó bị bể. Nguyên nhát tay lắm cả nhà. Rồi không mở ra được rồi. Khỏi ăn luôn. Được cả nhà ơi, mở ra được rồi nè. Chao này chao mới cho nên nó không có được thơm. Phải chao cũ, cái chao này nè là ngon lắm á cả nhà, tại vì chao cũ. Chao Nguyên mua lâu rồi đó. Còn cái hộp này là hộp mới nè. Cho nên nó không có ngon bằng chao cũ đâu. Chao mới với chao cũ pha trộn với nhau. Cái loại này ăn không có ngon cả nhà ơi. Cái loại này nè. Nguyên thấy ăn loại này thì nó ngon hơn. Mời cả nhà ăn chung với Nguyên nha. Rau củ chấm chao, chén nước súp của Nguyên nè. Ngon lắm luôn cả nhà. Tóc của Nguyên á, nó dựng dựng lên hoài. Cái món này mà cho Nguyên ăn hoài là Nguyên 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 khoái hoài, ăn hoài được hoài á.
mà nó dễ làm nữa chứ. Chào mà ăn với cơm nóng nó cũng ngon lắm. Cái chao đỏ này nó hơi cay. Đậu đậu đũa Nguyên không có cắt ra, Nguyên đỡ Nguyên cộng mà Nguyên chấm ăn cho đã. Thử có ăn được không? Hôm kia Nguyên mới ăn luôn cả nhà. Cái à, Nguyên mới kêu chồng Nguyên á, tại vì hết trao rồi, Nguyên kêu chồng Nguyên mua. Sao nó mua gì mua hoài á, nó Nguyên thèm ăn cái món này quá. Tại vì á, mình ngán á, ăn thịt ăn cá hả, ăn không nổi cả nhà. Ăn không có cảm thấy ngon miệng. Ăn về nè mà Nguyên ăn thấy ngon á. Nguyên mắc cười lắm cả nhà. Nguyên bị chửi oan ức. Mà tức chứ. Cả nhà biết không? Trong cái quá trình mà Nguyên đi thụ tinh nhân tạo á, là Nguyên chia sẻ tắt tần tật luôn, Nguyên không có thiếu sót cái gì hết á. Có bạn còn la Nguyên đó mà, thế không có cần là chia sẻ tận tình vậy đâu em, này kia kia nọ. Không, Nguyên muốn chia sẻ để luôn làm kỷ niệm thế nào. Rồi nhiều ông bà cô chú á, kiểu như thấy mến Nguyên á, rồi thấy tội nghiệp á, rồi xem ủng hộ. Nói thiệt chứ, Nguyên làm YouTube không có nhiêu tiền cho anh ta nhỉ. Đừng có kiểu như hả, xem video á, không xem hết video của Nguyên mà vô chữ giống như đúng rồi, ông Nguyên không thích. Trong cái hành trình mà Nguyên làm thụ tinh nhân tạo á, Nguyên có chia sẻ những cái video mà Nguyên đi khám á, là Nguyên có chia sẻ địa chỉ hết luôn cả nhà, cái nào Nguyên cũng có chia sẻ cho. Không hiểu sao có bạn đó vô hỏi Nguyên, có nhiều bạn, cũng nhiều bạn ở Malaysia. Bởi vì hôm nay Nguyên mới lên, có thời gian rảnh Nguyên lên đây hả, Nguyên Nguyên trả lời cái câu hỏi, những câu hỏi quá là vô duyên luôn mà cảm thấy mà khó chịu luôn á cả nhà. Đáng lẽ là Nguyên không có nói nữa đó, mà Nguyên nói rồi cũng như không. Nguyên có chia sẻ địa chỉ mà Nguyên đi điều trị hiếm muộn á, thì có các bạn đó coi, như có nhiều bạn lắm chứ không phải một bạn nha, ở ngoài đây kiểu như người ta không coi hết video của mình đúng không, cái mới vô hỏi Nguyên là chị ơi cho em xin địa chỉ chỗ mà chị điều trị được không, cái Nguyên mới nhắn tin lại là Nguyên nói là em ơi địa chỉ á, thì nó nằm ở trong video á, em coi video là em thấy, em coi hết video á là em thấy địa chỉ à, chứ em hỏi chị phải vô coi video rồi em chị trả lời cho em, kiểu như mất thời gian lắm vậy đó cả nhà. Chữ Nguyên quá trời luôn, chữ Nguyên ích kỷ này kia kia nọ mà vô lý dễ sợ không, đã coi video rồi địa chỉ mình ghi rằng rằng vậy rồi đó mà vô chữ giống như đúng rồi. Cái có bạn nó vô á, nói chuyện vô duyên lắm nha. Cũng là người Việt Nam nó sống ở Malaysia cả nhà các bạn đó. Cả nhà biết sao mà Nguyên biết bạn đó người Việt sống ở Malaysia không?
tại vì bạn đó nói Nguyên nha, nhắn tin với cái bạn đó nè, nó không có chơi với người Việt đâu, người Việt mà sống ở bên Malaysia nó không có chơi đâu. À, con nhỏ này hả, nó không có ưa người Việt mình sống bên Malaysia đâu. Đa số những người Việt mà nhắn tin cho nó không có trả lời đâu. Ủa cái gì vậy trời, Nguyên không biết chuyện gì xảy ra luôn á. Trời ơi, nghĩ sao hả? Suy nghĩ sao, không hiểu suy nghĩ sao á, đầu óc của mấy người đó suy nghĩ sao á. Người ta sống vì gia đình ta chứ sống vì mấy mẹ đâu, mấy mẹ vô giống nói giống như đúng rồi vậy. Trời ơi, người ta qua đây người ta cũng làm ăn, người ta kiếm công việc, người ta cũng đi làm ăn chứ không ai rảnh đâu hả. Họ cái người Việt Nam cái vô đâm thọt. Bởi vậy tại sao hả, lúc trước Nguyên cũng có nói, tại vì Nguyên đã từng chơi người Việt Nam rất là nhiều luôn cả nhà, chứ không phải nhiều bạn ở nước ngoài á cũng hiểu tại sao mà mình không chơi với cái bạn đó. Biết sao, nói một câu vậy đó, lỡ như chơi thân mà nghỉ chơi á, thử cái bạn đó nói sao. Trời ơi trời, thiệt chứ Nguyên gặp rất là nhiều tình trạng như vậy luôn cả nhà. Bạn của Nguyên mà cũng đã từng bị nè, nó còn khuyên Nguyên sống ở bên đây á, hạn chế á, chơi thân với người Việt giao tiếp thì được, chứ đừng có chơi thân phiền gì lắm. Mình nhiều hơn nó khinh, mình giàu hơn nó thì nó ghét, kiểu kỳ cục á cả nhà. Ai mà sống ở nước ngoài cũng hiểu, chứ không phải riêng gì ở bên Malaysia đâu. Kiểu như hả, kiểu như cái người đó kiểu như ghen ăn tức ở sao cả nhà, mà mình đâu có nói gì đâu tự nhiên vô chửi Nguyên vậy đó. Mà trong khi đó những ông bà cô chú á, nếu ai mà có xem video của Nguyên, những cái video mà hành trình Nguyên đi thụ tinh nhân tạo á, những cái video mà Nguyên đi vô bệnh viện, Nguyên đều chia sẻ cái địa chỉ hết luôn. Không hiểu sao á mà cứ vô hỏi cái nha, hỏi cái người ta trả lời vậy, cái vô chữ người ta. Trời ơi, con người đâu kỳ cục á. Trời ơi, cả nhà suy nghĩ coi, đã mình ý mình học chưa có giao, chưa có biết cái người đó là ai vậy đó, mình chỉ trả lời vậy thôi, người ta vô chữ mình vậy. Còn cái người đó mà kiểu như mình chơi thân nữa sao cả nhà, chơi thân kiểu như dặn mà nghỉ chơi á, trời trời, thôi rồi ạ. Có hiểu không? Không phải riêng gì Nguyên đâu, tại vì hồi đó Nguyên mới qua Malaysia Nguyên cũng bị, Nguyên không biết cả nhà. Nguyên nói Nguyên thấy người Việt Nam Nguyên mừng vậy lắm. Đi chợ, Nguyên đi chợ cả nhà, cái Nguyên thấy cái chị đó người Việt, thấy ai người Việt Nguyên cũng mừng, Nguyên phái lắm. Cái Nguyên chạy lại, chị ơi chị người Việt Nam hả? Cái bà không có trả lời Nguyên cả nhà. Hồi đó Nguyên mới qua đây á, Nguyên thấy người Việt không, Nguyên mừng lắm luôn cả nhà. Thời mấy năm về trước á, người Việt mình ít chứ không có nhiều giống như giờ đâu, mà miễn đi chợ thấy là Nguyên mừng lắm. Cái con lần đi Nguyên cũng người khác cả nhà, mà một chục người Nguyên hỏi chỉ có hai người trả lời thôi, trả lời xong rồi người ta đi cả nhà, chứ không có kiểu như không có muốn chơi với mình á. Nguyên cũng đâu có biết đâu, Nguyên cũng hơi tuổi thân ấy à, kiểu như nói chắc người ta có chồng giàu á, mình có chồng nghèo á, rồi cái người ta kiểu như người ta không muốn chơi với mình á. Cái có ăn lặng đi, cái chị đó cũng tốt, Nguyên gặp chị đó, cái chị đó Nguyên mừng lắm, Nguyên cũng kêu vậy đó. Cái chị đó nói nè, em ơi qua đây á, mình gặp người Việt Nam á, mình hạn chế kiểu như sao, đừng chơi thân quá. Nhiều khi người ta thân trước mặt mình á, cái người ta thấy mình được chồng thương không thì nhiều khi mình gửi tiền này kia đó về cho ba mẹ mình nhiều hơn họ này kia, cái họ ganh ghét, cái họ đâm thọt, họ nói với chồng mình á. Cái mình nói trời ơi chị ơi, làm gì có này kia kia nọ, nhà ai nấy ở gì, đèn ai nấy sáng đó. Nguyên nói như vậy, chính Nguyên đã ngừ bị, Nguyên đã bị nè cả nhà, bị hai lần. Cho nên Nguyên sợ lắm rồi. Không phải là Nguyên không thích chơi với người Việt Nam, mà chơi với người, chơi bạn á, lựa bạn mà chơi, chứ không phải ai cũng chơi được cả nhà. Với lại cái tánh của Nguyên á, ghét thì Nguyên nó ghét à, chứ Nguyên không có kiểu như hả đâm thọc sau lưng. Cho nên nhiều khi nhiều người ta không biết là người ta ghét Nguyên như lắm cả nhà. Nhưng mà nếu chơi với Nguyên rồi á, người ta thích cái tánh của Nguyên thiệt tình. Cho nên Nguyên kiểu như Nguyên cũng hạn chế
hạn chế lắm cả nhà. Nói chuyện thì bình thường, kiểu như chơi thân này kia ha, nhưng Nguyên không có. Không phải là Nguyên không có bạn Việt Nam ở bên đây đâu cả nhà. Trời ơi, cái bạn nó vô sủa giống như đúng rồi vậy. Mà vô chữ mà nó Nguyên biết chắc chắn cái bạn đó là cái người mà hỏi Nguyên địa chỉ đó. Rồi lấy cái nick khác rồi vô bình luận chữ Nguyên đó cả nhà. Trời ơi, suy nghĩ sao ạ? Ông nói Nguyên á, mấy người mà Việt Nam á, sống ở bên Malaysia nó không có nói chuyện tới đâu, con nhỏ này hả, nó chảnh chẹ lắm, này kia kia nọ. Thôi bà nói giống như đúng rồi vậy đó cha nội ơi, bà chưa biết, bà chưa coi hết video của người ta, bà không hiểu về, không hiểu gì người ta hết mà bà phán giống như đúng rồi. Mà ai vô bình luận khen Nguyên hay gì ha, nó vô nó chửi cả nhà, nó chửi ha, con nhỏ này kia kia nọ. Nói chung là nó nói những cái câu khó nghe lắm. Cả nhà nghĩ sao, người nhẹ sao mình chơi được cả nhà. Thả ít bạn nhưng mà chắc ăn, người ta kêu lượt bạn á, lượt bạn mà chơi chứ không phải ai cũng chơi, mất công phiền lắm. Tại nhà nó nói xấu phiền phức gì lắm. Bạn Nguyên mà một đứa dễ chịu nhất luôn, ai nó cũng chơi được hết trơn. Đùng ra nói là người nói chuyện với Nguyên nó khóc nhiều nhất, biết chuyện gì không cả nhà, toàn là xen lại nói xấu nó, rồi gây nói chung là đến nỗi mà hai vợ chồng nó ly dị luôn á cả nhà. Nguyên khuyên nó hoài luôn á, mà thôi mỗi người mỗi tánh, mình cũng không có nói được hết cả nhà ha. Nguyên cũng đi làm, không có không cả nhà. Bây giờ Nguyên có bầu, Nguyên mới có thời gian thôi, chứ hồi đó Nguyên không có không đâu. Hồi đó Nguyên mới làm YouTube á. Nguyên nói chung là Nguyên cũng có đi làm cả nhà, rồi thứ bảy chủ nhật á, mà Nguyên không có đi làm á, Nguyên đi đi làm với lại chồng Nguyên ở cả nhà, chứ Nguyên không có không đâu. Chứ mình qua đây mình chủ yếu là mình làm, mình có tiền rồi mình xoay sở cuộc sống, chứ đâu phải qua đây hả nương tựa mấy mẹ đâu. Mà vô đây chửi giống như đúng rồi, nó không chơi với người Việt đâu, người Việt mà ở bên Malaysia nó không có ưa đâu. Trời trời, nói chuyện kiểu kỳ cục, trời nói chuyện ra biết biết cái người đó hả sống cách sống làm sao rồi. Những ai á, Nguyên cũng có rất là nhiều bạn Nguyên làm YouTube á, rồi người ta liên hệ với Nguyên á, kiểu như người ta thấy tánh Nguyên này kia kia nọ đó cả nhà, cái là thích, ghét cũng có mà thích cũng có. Nguyên cũng đi chơi bình thường nhưng mà Nguyên không có chia sẻ lên thôi. Cái nhất là đâu phải người nào cũng thích lên mạng xã hội đâu cả nhà, người ta đâu có thích lên đâu thích đưa đưa người ta lên mạng xã hội đâu, cho nên Nguyên không có chia sẻ cả nhà. Nhưng mà kiểu như mình ít bạn đi cho chắc, kêu bạn đưa bạn mà chơi đó. Mình qua đây mình sống vì gia đình, dáng làm ăn kiếm tiền dư dả để cuộc sống mình nó khấm khá hơn, chứ qua đây hả không lẽ nương nương tựa hả chơi với mấy mẹ lòi tiền ra sao. Trời ơi, Nguyên không có đó đâu cả nhà. Đến nỗi nhỏ nhỏ bạn Nguyên còn nói Nguyên, trời ơi mỗi lần ta mà muốn rủ mẹ đi ăn ha, hay là sum họp lại chị em Việt Nam á nấu ăn á, giống như là hẹn hẹn mấy cái người mà tổng thống vậy đó, biết sao không cả nhà. Mình không có ớt không, mình không có ớt không cả nhà ơi. Chồng Nguyên á làm gì à? Bây giờ Nguyên bầu á, Nguyên mới ớt không à, nấu cơm nước ăn tới 8 giờ cho tối rồi, nghỉ ngơi rồi nha. Sáng á Nguyên phải 7-8 giờ là Nguyên phải thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi làm, đi làm tới chiều mới về, mà ngày nào cũng như ngày đấy. Mà chủ nhật á người ta được nghỉ, hai chồng Nguyên đâu được nghỉ đâu, hai chồng Nguyên phải đi kiếm công việc mới kiểu như lãnh tủ á, rồi đi đo. Chứ mấy ngày mà đi làm á, đi đo á phí lắm, rồi lãnh được hợp đồng mới ở cái nhà mình phải đi coi, thấy vậy chứ cả ngày đó. Nhưng không có ở không, có nhiều chị em Việt Nam mình á qua đây á,
có con người ta không có đi làm mà cả nhà, cho nên thời gian của người ta rảnh như đó. Nguyên nói thiệt là Nguyên không ở không đây. Nguyên cũng có mấy đứa bạn người Việt một, tại vì Nguyên không có chia sẻ lên, ít bạn mà bệnh cả nhà ơi, mà đột lắm, nghe người ta đột lắm, không có kiểu như gặp mà không gặp mày thì nói xấu mày này kia nọ, Nguyên không thích vậy đâu. Mà bạn của Nguyên cũng không phải người như vậy, nói thiệt đó. Nguyên không thích, một khi mà Nguyên biết á, cái người đó nói xấu Nguyên hả, này kia kia nọ rồi ha, Nguyên không có nói gì với người ta nữa nha, Nguyên sẽ âm thầm, Nguyên không có chơi với người đó nữa, là tự người ta họ biết. Chứ Nguyên không có kiểu như ừ làm đồn ra ta không nói sao mày nói này kia, Nguyên không có nha. Đánh Nguyên vậy đó, kiểu như mình không có cần thiết những cái người đó, đó. Cho nên nói cũng vô ích. Ta hỏi á, có ba mặt một lời giáp mặt lại hỏi, người ta cũng không có nói đó. Nguyên đã từng bị mà cả nhà, Nguyên đã từng bị nha, cho nên Nguyên hiểu. Nguyên ở Malaysia hơn 11 năm rồi cả nhà, chứ không phải 1 năm. Cho nên Nguyên hiểu hết trơn. Cho nên Nguyên hiểu. Cho nên đừng nói kiểu như nhỏ này không chơi người Việt này kia nọ. Coi kỹ những cái video của Nguyên đi rồi hả nói câu đó. Mà nhiều bạn nghĩ ngộ lắm á, địa chỉ mình chia sẻ gần gần vậy á, không hiểu sao cắm đầu vô hỏi hoài, gõ cái bảng hiệu tên nó lên Google đó, nó hiện lên cả nhà. Mạng xã hội dở tiên tiến lắm, vậy mà cũng hỏi Nguyên không hiểu lý do. Hỏi Nguyên á thì Nguyên cũng vô trong video Nguyên coi à, Nguyên coi để Nguyên ghi địa chỉ ra, thay vì hỏi người ta mình coi hết video đi, khi nào không có hả hỏi. Mà Nguyên kêu một cái bạn nó trả lời một hai đấy, không thấy luôn, coi hết toàn bộ những video của Nguyên luôn mà không thấy địa chỉ. Thôi rồi thôi, cái Nguyên ghi lại bó tay bạn luôn, chứ Nguyên không có nói gì hết, sợ. Nguyên biết á, nó có nhiều bạn nói á, mình làm YouTube á, mình phải chịu, không đúng. Người ta ghét mình cũng có, mà thương mình cũng có, Nguyên may mắn rồi. Những cái người thương mến Nguyên á nhiều hơn. Đa số kênh của Nguyên là những người lớn tuổi coi nhiều á cả nhà. Cho nên người ta nói chuyện rất là lịch sự luôn, kiểu như người lớn mà cả nhà. Còn những cái người mà vô chữ Nguyên đa số mấy người trẻ trẻ không bạn nhỉ, vô phán chia sẻ kiểu như mẹ thiên hạ đó mà. Ôi, ăn vậy mà ngon vậy, nhưng mà cơm nóng mới ngon nha, chứ cơm nguội ăn không có ngon. Đậu rồng Nguyên không thích à, cà bắp nè, với lại cái bí à, bầu à, Nguyên thích. Có nhiều ông bà cô chú á kêu Nguyên á, có bầu đựng lên ăn đu đủ xanh, chỉ Nguyên rất là nhiều luôn, tại vì Nguyên cũng không biết á cả nhà này. Các Nguyên cũng lên Google coi mà đúng thiệt luôn á, không nên ăn đu đủ xanh nữa, khổ qua nữa, cô đó nói với Nguyên khổ qua nữa. Cho nên á, Nguyên có bầu á, tại vì mình khó có con chứ không phải giống như người ta dễ có con á. Ai nói gì Nguyên cũng nghe cho cả nhà, Nguyên sợ. Sợ như có gì ấy, mất công.
có bạn hỏi Nguyên á, mình làm thủ tinh nhân tạo này nhiêu tiền à? Quá trình của Nguyên làm nhiêu tiền à? Để bạn đó để làm á các nhà. Nguyên cũng mới nói là mỗi người á, nó sẽ bệnh này kia nó sẽ khác nhau á, cho nên giá tiền nó cũng không giống đó nha. Của Nguyên thì Nguyên chưa cộng với Nguyên lên trên Nguyên không biết, tại vì Nguyên chưa làm xong mà. Cái nào xong nên Nguyên sẽ chia sẻ cho cả nhà xem. Nếu như mà ai mà xem theo dõi từ đầu tới cuối video mà Nguyên thủ tinh nhân tạo á, chắc cũng có thể cộng ra được gần số tiền rồi đó. Chỉ có số tiền mà Nguyên đi mổ thôi, đi mổ cái một thịt ở trong tử cung á là Nguyên chưa có chia sẻ. Tại vì Nguyên hỏi gì cho dì chồng Nguyên, cái người mà bán bảo hiểm á, thì dì chồng Nguyên cũng có nói là tiền đó khoảng 6 hoặc 8 triệu, ý 8 ngàn mã đó nha, là khoảng 30-40 triệu tiền Việt Nam mình á. Cái tiền đó là Nguyên chưa có chia sẻ thôi, mà may mắn là Nguyên có bảo hiểm. Nếu không có bảo hiểm mà thấy bà ngon trứng canh chưa đụng tới luôn đó nè. Khi nào Nguyên làm xong á, Nguyên chia sẻ hết trơn rồi, cả nhà yên tâm đi. Tại vì Nguyên hôm nay hơi bức xúc, bị chữ quan ức cả nhà, hơi bức xúc cho nên lên tay chia sẻ cho nhiều bạn hiểu. Mà chữ Nguyên vậy đó, chữ xong mà không biết suy nghĩ sao, cái xóa bình luận này. Những cái bình luận á, chửi Nguyên á, YouTube nó chặn hết trơn rồi cả nhà. Chữ Nguyên là YouTube nó chặn hết, chặn luôn cái người đó luôn á. Cho nên nhiều khi á, nó không có hiện lên cho cả nhà thấy. Nhưng mà nhiều khi YouTube nó cũng báo cho Nguyên. Còn nhiều khi thì chữ nặng quá, YouTube nặng luôn rồi cả nhà, nó không cho Nguyên thấy. Không đọc được bình luận đó mà nó cười. Bà chữ giống như đúng rồi, trời nội ơi, giống như mẹ thiên hạ vậy, sợ. Mỗi người mỗi tánh, sao mà ép buộc người ta tánh giống mình được. Thôi kỳ cục. Thôi video của Nguyên hơi dài nữa nha. Nguyên cũng cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ video của Nguyên nha. Nguyên cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Xin chào.